thích nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên. Cao Thị Công Nghĩa, mã số 01. Thành xong phần dự thi của mình. Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Em đi chùa Hương, thơ của Nguyễn Nhược Pháp, nhạc Trung Đức. Như vậy là bạn Cao Thị Công Nghĩa của chúng ta đã chọn dòng nhạc mang âm hưởng dân ca để đưa vào đêm thi chung kết đầu tiên của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm nay. Và bây giờ chúng tôi xin được lắng nghe những ý kiến đánh giá của ban giám khảo. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Xin chúc mừng em đã hoàn thành bài hát của mình. Em trông rất là xinh trong bộ trang phục dân gian. Xin chúc mừng em. Và chị thì và tôi thì tôi thấy rằng là trong bài hát vừa rồi em hát cũng đã rất là thể hiện cái chất dân gian trong cái bài hát mình hát. Nhưng mà tôi vẫn thích rằng là em phải mềm mại hơn nữa, phải lẳng lơ hơn nữa trong bài hát này. Xin cảm ơn lời nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Và bây giờ xin mời nghệ sĩ nhạc sĩ Việt Anh ạ. Chào bạn. Theo nhận xét của tôi thì em đã hoàn thành bài hát một cách rất là tròn trịa. Thế nhưng mà giống như cái cảm giác, tức là em có gì đó hơi lớn hơn một chút so với cái nhân vật ở trong cái bài hát đấy. Thế và tôi rất là chờ xem, tức là ở trong những vòng sau thì em sẽ hát thể loại nào, bởi vì là
Tôi nghĩ rằng em có thể hát được khá nhiều thể loại khác nhau. Cảm ơn em. Xin cảm ơn những lời nhận xét của nhạc sĩ Việt Anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm mà ban giám khảo dành cho Cao Thị Công Nghĩa. Nhạc sĩ, ca sĩ Lưu Thiên Hương, 18,5. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, 18,40. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, 18,20. Và nhạc sĩ Việt Anh, 18,04. 18,4. 18,40 là con số cuối cùng. Vâng. Xin cảm ơn số điểm của ban giám khảo dành cho Cao Thị Công Nghĩa. Và thưa quý vị thân mến, nếu quý vị yêu mến phần trình diễn của thí sinh Cao Thị Công Nghĩa thì hãy bình chọn cho thí sinh này bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 01 gửi đến 8483. Và bây giờ chúng ta sẽ